Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi, hôm nay thân mời nhà mình ghé xem tham khảo thôi nha. Này là xem tham khảo một vườn cây của một người anh. Trước mặt mình đây là một cây hải châu thành phẩm VIP luôn nha. Cây hải châu thành phẩm. Nói chung vườn này thì cũng khá là nổi tiếng. Nếu mà nhiều anh em biết thì nhìn qua là sẽ biết được thôi. Đây, cây nè. Quá đã luôn. Nè, cốt nè. Sam núi nha. Cây này sam núi trái. Sam núi nè. Sam núi khá là VIP luôn. Rồi, đây là một cây linh sam. Cây này là linh sam rin. Rất là đã luôn. Mình xem tham khảo nha. Chậu cổ luôn. Rồi đây là một cây sam ngọc VIP. Thành phẩm rồi. Rồi đây là một cây linh sam. Mình xem tham khảo luôn nha. Cây rất là đã luôn. Đây là một cây sam núi. Rồi, đây là một cây sam núi bông thành phẩm. Rồi, đây cũng là một cây sam núi nữa này. Thành phẩm rồi. Bò, đây nữa này, sam núi. Đó, sam núi nữa này. Cây khá là VIP nha. Rồi, đây là một cây cẩm thị VIP nha. Rồi, phía bên kia là một cây hải châu VIP thành phẩm luôn. Toàn cây đẳng cấp thôi nha. Rồi, đây là cây trắc. Trắc thành phẩm. Rất là VIP. Rồi, linh sam. Nên sam rin nha. Cái này cây rin. Cũng thành phẩm rồi. Rất là mê luôn. Rồi, đây mới là thứ dữ đây cả nha. Đó, đây nè. Chậu cổ luôn. Cây này siêu bông luôn nha, coi nè, bông nè. Đang đậu bông quá trời bông luôn nè. Đang đậu quá trời bông luôn. Siêu phẩm. Linh sam. Quá đã. Đây là một cây hải sơn. Kim quýt. Sam núi, cẩm thị quái và còn khá là nhiều cây khác nữa nha. Đây, là mê luôn. Sam núi, linh sam, lũ thép rin. Rất là mê. Sam núi nè, tây cốt nè. Rất là mê luôn. Cẩm thị. Đây, có mấy cây cẩm thị cũng khá là đẹp nha. Sam ngọc. Linh sam rin nè. Nhưng mình xem nè, lũ nè. Cái này thì thôi rồi. Quá VIP luôn cả nhà. Cẩm thị. Linh sam.
Hải Châu. Hải Châu quái đây cả nhà. Sam núi. Wow, cây này khá là đẹp, đế khá là đẹp. Wow, nhà mình xem cốt sam núi nè. Quá phê luôn. Cẩm thị quái nè. Rồi hôm nay mình có thời gian ghé vườn của một anh quay một số cây gửi lên nhà mình tham khảo luôn nha. Rồi rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn. Và nếu thương mến thì cho Sơn một lượt đăng ký để khích lệ tinh thần luôn nha. Rồi Sơn chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn.